Chào các bạn, chúng ta cùng con sẽ mix cái này lên cho mấy em bé đi cho nhà mình nè. Ủa mấy em bé ăn món đó hả? Nào, cái máy tốt của mấy em bé và tập hình. À, parent của mấy em bé hả? Dạ. Đâu? Trộn không sao. Đúng rồi, dầm vô rồi trộn. Đúng rồi, quá xuất sắc. Yes. Wow. At least I can be a chef. That's a cooking class. What happens? You do a cooking class? No, I don't. Well, what happens if I do a cooking class? Chefs always get cooking class, and you practice when they're little too. Really? Yeah. Quá giỏi luôn. Thank you, Alisa.